Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Nông nghiệp TV. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2021. Thì kênh Nông nghiệp TV trước đó cũng có chia sẻ với các bạn về chủ đề phân bón lá C30 của tập đoàn Lộc Trời thì báo chí đưa tin là giả. Và mình cũng không tin là giả, mình phân tích theo thủ công của mình tính tạm tính là trên 95% là phân bón lá nó đạt các bạn, nhưng mà mình là với góc độ là cá nhân nên mình không có xác định được, mình không có quyết định và mình không có đưa ra cái kết quả cuối cùng được, mà đó là do cơ quan chức năng. Thì hôm nay là một số báo chí đã đưa tin và Lộc Trời đã lên tiếng rồi các bạn, là phản hồi lại và cũng đã khẳng định là C30 mình của tập đoàn Lộc Trời phân phối đó là hàng thật và Mỹ Quan ức bị nhầm một số vấn đề thôi. Thì cụ thể như báo tin tức là ngày 25 tháng 6 cũng có bài viết là tập đoàn Lộc Trời phản hồi về việc có thông tin đơn vị cung cấp phân bón giả. Và tiếp theo một bài báo tiếp theo nữa là của Pháp Luật ngày 25 tháng 6 với tựa đề là tập đoàn Lộc Trời lên tiếng về thông tin phân bón giả của nhà báo Tú Uyên, thì cũng giải trình và để chứng minh là cái hàng của C30 đó là hàng thật nha các bạn. Đó, mình điểm qua sơ cho các bạn xem. Và báo Việt Tham cũng đưa tin là sớm hơn một ngày, đó ngày 24 tháng 6 lúc 6 giờ 39 phút buổi chiều, thì cụ thể như sau, em mời các bạn cùng tham khảo. Thanh tra quy đổi nhầm chỉ số phân bón thực bị đổ quan phân bón giả. Cụ thể sản phẩm bị kết luận quan này là phân bón lá hữu cơ khoáng hết IPOT ASE UBC 30 của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời, Upcom, LTG nhập khẩu và phân phối. Sự việc đã xảy ra từ nhiều tháng trước. Theo đó, cuối năm 2020, đoàn thanh tra thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước khi thực hiện kiểm tra một cửa hàng vật tư nông nghiệp tại ấp 3, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng đã tiến hành lấy mẫu. Thanh tra quy đổi nhập chỉ số phân bón thực bị đổ quan phân bón giả. Cụ thể sản phẩm bị kết luận quan này là phân bón lá hữu cơ khoáng hết IPOT ASE UBC 30 của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời, Upcom, LTG nhập khẩu và phân phối. Sự việc đã xảy ra từ nhiều tháng trước. Theo đó, cuối năm 2020, đoàn thanh tra thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước khi thực hiện kiểm tra một cửa hàng vật tư nông nghiệp tại ấp 3, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng đã tiến hành lấy mẫu phân tích chất lượng sản phẩm phân bón lá hữu cơ khoáng HIPOT ASE UBC 30. Đoàn thanh tra sau đó kết luận phân bón có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn tương ứng PBG và tiến hành xử phạt cửa hàng trên 15 triệu đồng. Tập đoàn Lộc Trời khi đó không được liên hệ, thông báo nên hoàn toàn không có thông tin, không được biết về sự việc. Mãi đến mới đây, tức là hơn nửa năm sau, khi sự việc bất ngờ được một số cơ quan báo chí phản ánh, phía tập đoàn này mới tá hỏa khi bị nêu tên như một đơn vị cung ứng phân bón giả, quy đổi nhầm chỉ số, doanh nghiệp bị tiếng quan. Theo nội dung được dẫn trên một số bài báo, kết quả phân tích chất lượng cho thấy phân bón lá hữu cơ khoáng HIPOT ASE UBC 30 của tập đoàn Lộc Trời được sản xuất ngày 3 tháng 7 năm 2020 có hạn sử dụng 2 năm là phân bón giả. Cụ thể, kết quả phân tích chất lượng cho thấy hàm lượng HC gam mỗi lít đăng ký là 250%, kết quả thử nghiệm là 27.9%, tỷ lệ đạt 11.16% thành phần K2OHH gam mỗi lít được đăng ký là 300%, kiểm tra cho kết quả phân tích chỉ 24.3, tỷ lệ đạt là 8.1%, qua đó cơ quan kết luận sản phẩm không đạt chất lượng. Vấn đề là đã có sự nhầm lẫn trong việc quy đổi các chỉ số. Theo đó, tại đăng ký sản phẩm phân bón lá hữu cơ khoáng HIPOT ASE UBC 30 trong quyết định lưu hành, danh mục có ghi cụ thể hàm lượng các chất đăng ký như sau: chất hữu cơ 250g mỗi lít, K2O3 300g mỗi lít, tỷ trọng 1:3. Bao bì của sản phẩm cũng ghi đúng với thông tin đăng ký này. Như vậy, nếu quy đổi từ đơn vị gam mỗi lít sang phần trăm phải dựa theo số lượng tỷ trọng và công thức tính của chuyên môn, chứ không thể quy đổi 250g mỗi lít bằng 250% hay 300g mỗi lít bằng 300% như bài báo đã đăng. Như vậy, thông tin hàm lượng hữu cơ 250% và K2O3 300% là sai hoàn toàn về kỹ thuật so với quyết định lưu hành, dẫn tới kết luận sai về chất lượng sản phẩm do Lộc Trời phân phối. Phía LTG cho biết, cũng theo tập đoàn này, nếu đối chiếu thông tin các lô kiểm nghiệm theo thông tin từ các bài báo, kết quả chất hữu cơ 390g mỗi lít, tiêu chuẩn đăng ký 250g mỗi lít, K2O3 343g mỗi lít, tiêu chuẩn đăng ký 300g mỗi lít là cao hơn tiêu chuẩn đăng ký. Đồng thời, nếu theo cách tính phần trăm thì kết quả phân tích mà báo đã đăng, chất hữu cơ 27.9% là cao hơn tiêu chuẩn. Nếu tính đúng theo công thức thì chỉ tiêu đăng ký chỉ là 19.3% và K2OHH 24.3% là cao hơn tiêu chuẩn. Nếu tính đúng theo công thức thì chỉ tiêu đăng ký chỉ là 23.1%. Chúng tôi
đã rà soát và tái kiểm tra toàn bộ quy trình cùng nguyên liệu sản xuất, quy trình phân phối và chất chắn sản phẩm của Lộc Trời cung cấp đều đạt chất lượng theo quy định. Thông cáo báo chí của LT cần thiết và đính kèm tất cả các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến sản phẩm để chứng minh. LTG cho biết đã cử công dân và làm việc với các bên hữu quan để làm rõ thông tin và bảo vệ quyền lợi chính đáng trong sự việc mà phía tập đoàn này cho là gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến uy tín và những cam kết của tập đoàn Lộc Trời về chất lượng mọi sản phẩm cung cấp cho thị trường. Với bề dày gần 30 năm hoạt động và đã được nhận huân chương anh hùng lao động, Lộc Trời có tầm nhìn trở thành tập đoàn dịch vụ nông nghiệp hàng đầu khu vực. Chúng tôi cam kết không chỉ phân phối vật tư nông nghiệp chất lượng cao cho bà con nông dân mà còn cùng nông dân ra đồng triển khai ba bao, bao bệnh, bao tiêu, bao lợi nhuận, quy hoạch dùng nguyên liệu lớn và tổ chức sản xuất theo đơn hàng của thị trường, đáp ứng các thị trường quốc tế và nội địa khắt khe nhất, tập đoàn Lộc Trời tuyên bố. Đó, bài báo là xong rồi đó các bạn, là để là như vậy đó, là để chứng minh là C30 là cái hàng có là chắc rất là chất lượng, nhưng mà đã bị nhầm thông số kỹ thuật thôi. Thì bây giờ là các bạn an tâm mày, cứ sử dụng bình thường hay các bạn. C30 là một sản phẩm tốt, có chất lượng của tập đoàn Lộc Trời phân phối, là một tập đoàn lớn, bây giờ kinh nghiệm hơn 30 năm thì mình cứ xài. Thì khi có trục trặc gì đó, nếu mà một lý do gì trục trặc thì mình cứ liên hệ với đại lý hoặc là nhân viên thị trường thì xuống giải quyết hỗ trợ. Vấn đề thông tin kỹ thuật về sản phẩm á. Rồi thôi, clip đến đây xin tạm dừng hay các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Xin cảm ơn.